Đó, thì cái cách làm đơn giản hay và hiệu quả nhất là có thể là đăng chơi cái Only xem phim á. Only xem phim, tại Only xem phim những cái cổng đời mới nó thường có nhiều cổng HDMI để xuất hình ra. Ví dụ cái nào càng xịn thì nó còn có nhiều càng nhiều cổng HDMI. Ví dụ Vũ đang chơi con Yamaha này thì nó có hai cổng HDMI. Thì cái TV các bạn có thể xuất ra cái cổng out này của Only. Còn ví dụ ở đây có hai cái đầu thiết bị khác nhau thì mua hai cổng pin tương ứng là một cổng DVD, một cổng là DTV. Thì nhớ vậy. Bây giờ mở thử để các bạn có thể xem. Rồi, giờ mở nguồn lên hai thiết bị. Ok, sau khi gắn dây vào vậy là vào hai thiết bị, ví dụ có 3-4 thiết bị thì anh chị em cứ gắn tương tự vậy. Thì khi đó trên cái cổng remote á, một là dùng remote để chuyển qua chuyển lại các kênh này, thì nó thường nó có cái nút này 1 2 3 4. Ví dụ cái này Vũ đang dùng là kênh một là cái này, thì bấm số 1 cái nó nhảy qua cái đầu này đó. Rồi cái số 3 là cái DVR đó, là cái đầu này. Đấy, còn có số 2, số 4 này nữa mà chắc là dài cái cổng nó vô mà được AV, tại cái này âm đi này có HDMI có hai cái. Còn cái số 3, số 4 là xài của AV. Ok. Và ví dụ khi đó các bạn có thể, ví dụ đang coi kênh này, đang coi YouTube mà muốn chuyển qua các cổng thì cứ chuyển qua chuyển lại giữa các kênh thôi.